Xin chào tất cả mọi người á. Tại bây giờ là 10 giờ à. 10 giờ sáng á. Siêu bông Sài Gòn à. Đổ bông nè. Cánh hoa thì nói chung là thực tế mà thì cánh hoa nó mỏng á. 10 giờ sáng. Ngày 2 tháng 4. Siêu bông Sài Gòn à. Bông có 6 phân. Đó, mấy cái này siêu bông Sài Gòn á, nuôi tốt nè. Phóng lá đã thiệt á, phóng tàu 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 luôn nè. Đấy, siêu bông Sài Gòn lá bự đó. Lá bự bóng siêu bông Sài Gòn này, siêu bông Sài Gòn à. Nuôi tốt lá bự đó. Này cái này nè, này không nó trổ. Nói chung là cánh hoa nó mỏng mà chân ngoài nắng đó. Đó thì ngày thứ hai nó rụng cánh rồi nên nhìn nó cũng không có thâm nhập gì á. Nói chung mai đa phần là người ta chưa ngỡ trong mát không à, còn ngoài nắng á. Này nói chung là test nắng anh em tham khảo thôi, chứ đa phần tết ta đem vô mát ta chưng không á. Lá đã thiệt á, ghét à, phóng tàu 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 luôn. Cái tàu này phóng đã thiệt á. Đây là cây thiết mai nè. Thiết mai thì nói chung là nhìn thực tế á, qua hình ảnh thì thực tế người ta nhìn á, thiết mai thì cánh hoa nó dày hơn siêu bông Sài Gòn á. Nói chung nhị thì giấc trưa thiền nào nấy cũng vậy á. À, nhị hoa nè, nhị của thiết ma thì nó thơm hơn á, thơm dữ lắm. Hôm nay nó đậu thâm vậy á, thâm dập vậy á. Thấy nó cũng tựa tựa nhau. Nút nụ thì nó ra nói chung là hơi nhọn nhọn á, còn siêu Sài Gòn nút nụ ra cái đầu nó hơi tròn tròn. Đầu hơi nhọn nhọn á. Nói chung cây này của mình nụ rút nụ non á. Cánh hoa của thiết mai thì nó dày hơn, màu thì đậm. Nói chung hai thằng nào cũng đậm trắng. À, của thiết mai mình thấy có vẻ là nó nhanh tàn. Tại cây này ghép non á, nụ non không à. Nụ non mà ở chỗ như thế này thì cũng đạt quá rồi. Đó, nhiều khi mấy cây Thủ Đức đầu nụ non á, nó ra nó rụng nụ xanh trơn à, hoặc là trổ bông mù u á. Còn này bữa lặt lá ra thấy nụ non không à, lá nó còn xanh đậm á, lá nó còn xanh rất là đậm mà nó còn trổ được dày thì nói chung là quá đạt rồi. Chứ gặp Thủ Đức mà nó lá này mà để ý, Thủ Đức mà lá xanh đậm á, lặt ra là mở nở bông mù u không à, hoặc là rụng nụ xanh á. Này 10 giờ đó, nói chung 10 giờ này thẳng nắng chung nhị á, nhị thấy nó lâu rụng, còn siêu bông Sài Gòn á 10 giờ là nhị nó rụng mất tiêu rồi, còn này á nó còn trụ lại được một chút, cỡ 12 giờ 1 giờ nó rụng nhị á. Hiện tại vẫn còn mùi thơm á, mấy con ong nó còn lại bu nè. Lẹo thơm thì thiết mai thơm hơn. Ta có tham khảo. Nói chung là xem chơi thôi, đẹp thì xem chơi thôi. Còn chuyện anh em làm mà muốn ghép gì ghép á. Nó có thông tin tham khảo. Nó có nhiều phía. Giống mạnh lẹ lớn. Trổ bông à. À, nụ non mà vẫn trổ được dày á. Bên đây à,
Okay, bên đây nhìn vàng nụ này, đá thiệt đá. À, bữa lặt đá ra nói nụ này non èo luôn á, xanh lè luôn á, lá xanh đậm. À, tưởng lặt ra nó rụng hết rồi chứ. À, bông à. Cánh nó dày lắm á, thấy cánh hoa nó dày, nó cứng cáp lắm. Nó giống giống như đa phúc vậy, cánh dày như đa phúc vậy. À, màu đậm hơn đa phúc. À, dày lắm á, nhìn cánh hoa nó cứng cáp á. Cứng cáp vững chắc á. À, cây này ghé khoảng 3 tháng mấy à. Như 3 tháng này. Ba lấy mở trổ vậy vậy. Bao nhiêu 4 tháng đây. 4 tháng mở trổ. Này gốc bự á, 60 hoành rồi. Bông. Cái bông này cỡ 7 phân. Bích luôn bàn tay. Này chân thẳng nắng á. À, chân rong mát thì rất là đẹp. Này chân nắng nè. Trong mát thì nó đẹp hơn ngoài nắng, mà ngoài nắng thì cái màu hoa nó đẹp. Ngoài nắng thì màu nó vàng đậm. Còn trong mát thì cái màu nó không có đậm bằng ngoài nắng. Mà được cái cánh hoa nó giữ phơm lâu, giữ nét lâu, hàng có 3 cái nụ lên. 3 nụ thôi. Gấp mấy tháng rồi. Năm sau mình nuôi tiếp. Ta có tham khảo. Đá thiệt đá. Bông đẹp. Màu đậm. À, hiện tại là 10 giờ trưa. Trời nó rung rất là hầm. Nó ui mà nó hầm dữ lắm hầm. Cánh hoa màu đậm. Này cỡ 12 giờ 1 giờ là nó rụng nhỉ à. Cái hoa nhìn nó sạch lắm. À, ta tham khảo á. À, chân thẳng nắng luôn. Nói chung Tết con cây trổ vàng vàng là chơi được á. Dễ nuôi. Để nuôi lẻ lớn. Bông vàng vàng thì nào giống như nấy á. Người chơi mà còn người bán á. Bán anh ta kiếm giống này giống kia cho nó đa dạng. Còn chơi thấy ghép như bông vậy là quá đẹp rồi. Dễ nuôi lẻ lớn á. Lặt ra là mấy cái nụ mà tới tiền trổ nè. Nó như siêu bông Sài Gòn nè, giống này á. Rất là dễ nuôi. Như cây này á. Ngoài cũng lẻ đó. Xì tược rất là đều. Xì đều hết trơn. Này không có bấm đôn lại nè. Xì mạnh lắm. Siêu bông Sài Gòn và thiết mai nở hoa. Ta tham khảo á. Giữa trưa nắng. Này hôm nay là ngày 4 ngày rồi đó. 4 ngày ngoài nắng. Nó không có thâm dập á. Cái nào trổ nó rụng cánh này. Rụng cánh nó đậu trái. Nhìn nó trổ xong nhìn cây nó sạch trơn. Nó không có bị đeo bông, không có dính bông. Thơm. Thiết mai trổ bông.